Dạ, xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh xe lướt giá rẻ của em. Nếu cứ tiếp với cái tên là xe lướt giá rẻ thì không phải là bên em chỉ bán những xe giá tầm trung không, tầm rẻ không, mà còn có rất nhiều xe, dạ dạng như là những chiếc xe dạng cao tiền một tí, dạ giống như những chiếc xe chạy gia đình hoặc là chiếc xe kinh doanh thì bên em đều có ha. Dạ, rồi đây em quay cho anh chị một dòng của showroom em rất là lớn. Dạ, nhưng mà để tìm được một chiếc xe mà dưới 300 triệu á, thực sự là không có dễ đâu các anh chị ạ. Và để tìm được những chiếc xe đẹp lại càng khó hơn. Dạ, cho nên đây em sẽ quay cho các anh chị xem một chiếc xe vừa đặt trưng tới showroom của em. Và chiếc xe này nó chỉ dưới 300 triệu thôi, dưới 300 triệu thôi là mình đã có một chiếc xe để mình chạy vi vu rồi. Dạ, thì trước mắt anh chị đây là một chiếc Kia Morning. Xe 4 chỗ, 4 chỗ 5 chỗ ha. Dạ thì biển số cũng rất là đẹp, 60A 60407 7 nút đúng không ạ? 60407 thì 7 nút. Ở đây. Xe thì của Đức Sơn là màu trắng, cái phiên bản số sàn nha các anh chị nha, phiên bản số sàn. Dạ. Phiên bản số sàn. Xe này đời 2019 luôn nha các anh chị nha. Xe đời 2019 luôn. Nói chung thì xe vẫn còn mới. Dạ. Đây ha. Cam kết với các anh chị là những chiếc xe bên em là không đâm đụng ngập nước nha các anh chị nha. Cam kết là xe không đâm đụng ngập nước. Dạ. Cam kết là xe không đâm đụng ngập nước. Đây, em quay cho các anh chị xem nè. Những chiếc xe nhỏ nhỏ mà giá tầm vừa tiền như thế này hiếm lắm anh chị ạ. À, đi săn được những chiếc xe như thế này khó cực kỳ. Em biết là cái dòng Kia Morning là cái dòng mà nó gọi là đa dụng, thông dụng, nhưng mà tìm được những chiếc xe đẹp thì cũng rất là khó. Nhà đây ha, xe được trang bị cái da rồi nha anh chị nha, xe được trang bị cái da rồi. Nhà phải đây là phần mâm, bánh và mâm xe ha. Đây, mâm 14 nha các anh chị. Mâm 14 ha. Xe này thì ít đồ hình như chạy đã được 37.000. Nhưng mà xe thì khách giữ cũng kỹ, đến nỗi cái bọc ni lông ở trên thì khách cũng chưa tháo luôn. Dạ đây ha, khách chưa tháo luôn, anh vẫn giữ. Dạ. Xe thì cơ bản chưa gọi, vẫn là cái đầu zin. Dạ chưa thay màn hình ha. Dạ đây, xe chạy được 37.000 nha. 37.000. Số sàn. Tên gì ha? Để em sẽ quay đến cái phần hầm máy xe cho các anh chị xem nha. Dạ rồi, đây là cái phần hầm máy xe ha. Bên em thì các anh chị khi mà mua xe thì các anh chị cứ yên tâm về chất lượng ạ. Thì ngoài được bảo hành ở trong hãng thì bên em bán xe cho các anh chị cũng sẽ bảo hành tại công ty luôn. Dạ, là bảo hành 3 tháng hoặc là 5.000 cây nha các anh chị nha. Sẽ có một chế độ bảo hành riêng dành cho những khách hàng mua xe tại công ty em. Dạ, để các anh chị xem. Xe là máy móc thì vẫn là đã vệ sinh sạch sẽ ha. Keo nắp chỉ capo là còn nguyên zin. Xe thì em cũng định vào đến tháng 9 năm 2020. Rồi. Ok, em sẽ giới thiệu lại cho anh chị dòng xe này nha. Đây là chiếc Kia Morning đời 2019 phiên bản số sàn, bản bay nha các anh chị nha. Dạ, phiên bản số sàn đời 2019. Xe thì chạy được 37.000, biển số ở tỉnh xuất lý là xe cá nhân. Thì các anh chị nào có nhà ý quan tâm thì có thể liên hệ với em qua cái điện thoại 0902 600 126. Em tên là Huyền nha các anh chị nha. Xe này dưới 300 triệu, dưới 300 triệu thì các anh chị nào muốn biết chính xác thì có thể liên hệ với em. Vì nhiều đôi lúc em khi em nói giá ra các anh chị nói tại sao không nói giá luôn đi. Dạ, vì giá nó phải thay đổi theo thị trường cho nên em sẽ không nói giá chính xác ở đây. Thì các anh chị nào cần thì có thể nhu cầu có cú giúp của cần thiết để tư vấn thì có thể liên hệ với em nha. Em tên là Huyền nha các anh chị nha. Các anh chị nhớ bấm like, share và subscribe kênh của em nha để theo dõi những video tiếp theo về những dòng xe rẻ nha các anh chị nha.
Dạ xin chào và cảm ơn các anh chị đã quan tâm ạ.